Xin chào các bạn, mình là Hòa, admin blog tài chính cá nhân tiền của tôi.vn. Làm thế nào để các bạn có được một cái bài viết gần gũi, chân thành và lại chuyên sâu về cái nội dung tài chính? Mình đã viết blog 5 năm và mình cũng đã thay đổi rất là nhiều các cái cách thức, rồi cách tương tác, rồi các cái chiến lược về nội dung để viết trên blog tiền của tôi.vn. Và mình cảm thấy rằng đến thời điểm bây giờ, khách hàng đón nhận và có những cái phản hồi rất là tích cực đối với các cái nội dung của mình. Và chính vì vậy mình làm cái video này để mà chia sẻ lại với các bạn các cái kinh nghiệm để mà làm được một cái bài viết gần gũi, chuyên sâu nhất, chân thành nhất đối với các bạn độc giả. Thực ra thì cái video này không chỉ dành cho các bạn độc giả mà cũng dành cho những cái bạn mà đang cùng hỗ trợ mình cùng làm các cái nội dung ở trên blog tài chính tiền của tôi. Sau đây thì mình sẽ đưa ra hướng dẫn cho các bạn để viết một cái blog tài chính cụ thể nhá. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn trên một cái bài viết và mình đã viết rồi, thì mình sẽ review cho các bạn xem nhé. Và mình sẽ có một cái bài hoàn chỉnh nữa để các bạn cùng xem. Ok nha. Chào mừng các bạn đến với chương trình học trải nghiệm tài chính cá nhân. Chương trình được phát sóng trên kênh YouTube Tiền của tôi Official vào 20 giờ tối thứ ba hàng tuần. Để tìm kiếm các cái bài học mới nhất, bạn vào YouTube và gõ từ khóa tiền của tôi. Sẽ có rất nhiều các bài học mới nhất ở đây các bạn có thể học các bạn nha. Để đăng ký và nhận các cái thông báo mới nhất từ kênh YouTube Tiền của tôi, bạn ấn vào đăng ký và ấn vào nút chuông các bạn nha. Ok, mình đã làm một cái bài viết số 5. Làm thế nào để có được một cái bài viết hay trên blog tài chính? Mình chia sẻ các cái kinh nghiệm, các cái trải nghiệm của mình khi mà thay đổi rất nhiều các cái phương án để xây dựng lên được một cái blog tài chính khá là chuyên nghiệp như bây giờ. Thế thì có hai yếu tố mà mình muốn chia sẻ với các bạn để có được một cái nội dung bài viết hay, chân thành, gần gũi với các bạn độc giả. Hai nội dung đó chính là: thứ nhất là yêu cầu trong cái bài viết như thế nào. Thứ hai đó chính là cái cách thức viết bài như thế nào. Thế thì về cái yêu cầu, các bạn có thể thấy này, mình có đưa ra 4 yêu cầu đối với mình khi viết. Thứ nhất là nội dung phải gần gũi và chân thật. Thứ hai là các ý tưởng trong nội dung phải rõ ràng, rành mạch. Và thứ ba là viết blog như là đang nói chuyện với độc giả ấy. Tức là bạn cảm giác là khi bạn đọc cái nội dung của mình ấy, thì như kiểu là bạn đang nói chuyện với mình ấy. Đó. Và cái nội dung thứ tư đó chính là các cái nội dung mà viết được thì phải là gắn kết, là một cái thành phần trong một cái mục tiêu của người đọc. Mình ví dụ như là khách hàng đang đọc về vấn đề đầu tư chung bất động sản, đúng không ạ? Khách hàng đang muốn đầu tư chung bất động sản, thế thì một nội dung trong đó nó phải là một thành phần trong cái mục tiêu là tìm kiếm các cái thông tin đầu tư chung bất động sản đó. Cái cách viết như thế nào? Thế thì một cái bài viết ấy, thì nó sẽ bao gồm là tiêu đề, đúng không ạ? Thứ hai đó chính là cái nội dung bên trong. Đó. Thế thì cái tiêu đề của bài viết là như thế nào? Thì cái tiêu đề của bài viết thì lúc đầu thì thực ra thì mình lúc đầu thì mình cũng lấy đại thôi, đại ý thôi. Sau đó thì khi mà mình viết xong rồi thì lúc đấy mình sâu chuỗi sâu hơn là cái nội dung đó cần phải thay đổi như thế nào. Thì lúc đấy mình mới đưa ra được một cái tiêu đề nó gọi là sát nhất với cái nội dung của mình. Và có thể là bạn có thể lên Google Earth rồi cái kênh Keynote đấy, để mà các bạn xem là khách hàng của mình có hay tìm kiếm các từ khóa như thế nào, thì mình điều chỉnh cái tiêu đề của mình nó sát nhất với cái thói quen tìm kiếm từ khóa đó. Về việc là xây dựng nội dung như thế nào thì có 3 phần trong một cái nội dung, 3 phần trong cái nội dung mà các bạn cần phải nắm rõ. Thì nó cũng giống như một bài văn thôi. Thực ra là ngày xưa mình dốt văn lắm, nhưng mà bây giờ thì mình sau khi mình đọc cái quyển sách Email Marketing ý, thì mình cũng đã được học và
trải nghiệm rất là nhiều những cái gọi là về mặt lý thuyết, và sau đấy thì mình thực hành. Thì mình tựu chương lại là có ba nội dung thôi: mở bài, thân bài và kết bài. Thế thì mở bài là gì? Mở bài thì mình có thể là giới thiệu qua đấy, các cái mục tiêu của mình khi nói đến cái nội dung này, cái vấn đề này. Hai là cái lý do để mình chia sẻ về cái vấn đề này đấy, lý do tại sao đó. Thì mình lấy ví dụ nhá, mình lấy ví dụ đơn giản như thế này. Mình muốn viết về đầu tư chung bất động sản tại real estate, đúng không? Thì đầu tiên là mình xin chào các bạn này. Đấy, xin chào các bạn thân mến. Đầu tư chung bất động sản là một trong những cái hình thức mà đầu tư hoàn toàn mới và rất lạ lẫm với mọi người. Và để có được những cái kiến thức về các cái rủi ro đầu tư thì bạn cần có một cái quá trình để trải nghiệm đầu tư hết sức sâu sắc của những người đi trước đó. Chính vì vậy mà qua một quá trình trải nghiệm đầu tư, mình đã đúc rút ra một số kinh nghiệm và mình muốn chia sẻ lại cho các bạn để các bạn nắm rõ trước khi đầu tư, để các bạn phòng tránh được các cái rủi ro trước khi đầu tư. Cụ thể như sau. Đó, thì bây giờ thứ hai mình đến phần thân bài nhé. Đây, phần thân bài này. Phần này thì các bạn nên có cái đầu mục nội dung rất là rõ ràng và thực hiện để heading nhé. Đây ạ, mình để heading như thế này. Thường thì mình để heading 2 các bạn ạ. Đó, thường mình để heading 2 thì nó nổi bật hẳn lên. Thì cái nội dung nó phải rõ ràng như thế. Đây, mình đi vào ví dụ demo cho các bạn xem nhé. Về phần thân bài này thì mình đưa ra ba cái rủi ro. Rủi ro về mặt pháp lý này, rủi ro về mặt thanh khoản bất động sản này, và rủi ro về giảm giá bất động sản. Đó. Thế thì từng cái rủi ro này thì mình sẽ phân tích chi tiết về từng rủi ro, đúng không ạ? Mình sẽ chi tiết đó như thế này. Thế thì khi mà mình phân tích chi tiết các rủi ro này, nó phải dựa trên cái trải nghiệm của mình, cái hiểu biết của mình về từng các cái rủi ro đó. Thực ra thì mình phải trải nghiệm rồi thì mình biết được, hoặc là mình phải có những kiến thức chuyên sâu về nó thì mình mới có thể đưa ra cái rủi ro. Chính vì vậy mà vì sao mình cứ khuyên các bạn là phải trải nghiệm sản phẩm. Phải trải nghiệm sản phẩm thì mình mới biết được, mình mới nói được, mình mới có vốn để mình nói, đúng không ạ? Đó. Kết thúc cái phần thân bài thì mình đến cái phần là kết bài. Và phần kết bài này chính là mình tổng hợp lại các cái nội dung mà mình đã viết. Đó, thì các nội dung cơ bản thôi, nội dung chính thôi, trọng tâm nhất. Và bạn có thể đưa ra các cái lời khuyên cho người đọc. Đó, để mà người đọc có những cái nhìn nó đa chiều hơn. Đó. Thực ra thì các lời khuyên này thì cũng là tham khảo thôi. Mình cũng hạn chế, đúng không ạ? Mình ví dụ nhá. Như vậy là mình vừa chia sẻ với các bạn ba rủi ro cơ bản về đầu tư chung bất động sản tại real estate, gồm rủi ro về pháp lý, rủi ro về thanh khoản của bất động sản, rủi ro về giảm giá bất động sản. Các rủi ro này luôn hiện hữu trong bất động sản. Vì vậy mà bạn cần phải nắm vững các cái rủi ro và lường trước được các rủi ro có khả năng xảy ra ở mức nào, nó có phù hợp với khẩu vị của bạn hay không, đúng không ạ? Và trên cơ sở này thì bạn mới lên quyết định có tham gia đầu tư hay không. Và còn rất nhiều các nội dung liên quan đến đầu tư chung bất động sản mà bạn có thể tham khảo tại cái chuyên mục này. Và cuối cùng là cảm ơn các bạn rất nhiều, rất vui được thảo luận và chia sẻ cùng với các bạn. Đấy là một cái phần kết bài rất là ngắn gọn và xúc tích, ý nghĩa, đúng không ạ? Đây, mình đã hoàn thành cái bài viết là các rủi ro thường gặp khi đầu tư một phần bất động sản tại real estate. Đó. Thì đây là cái nội dung hoàn chỉnh mình đã viết này. Đó, các bạn có thể tham khảo. Đây, mình có hình ảnh đính kèm luôn. Đó, rất là chi tiết. Đấy, mình đánh giá các rủi ro nhá. Đó, mình có phần kết bài. Đây là một cái bài viết hoàn chỉnh của mình. Và mình thấy rằng phản hồi của người đọc rất là welcome khi mà đọc các cái nội dung này, hiểu khá là rõ. Và mình có trao đổi trực tiếp với các bạn độc giả, những nhà đầu tư mà các bạn đi viết, thì mình muốn hỏi xem là các bạn khi mà các bạn đọc thì các bạn có dễ hiểu hay không, có hình dung dễ hay không, thì các bạn đều trả lời là ok, rất là rõ ràng, rất là sâu các nội dung. Ok, vậy là mình cũng vừa nói chuyện và chia sẻ, trao đổi với các bạn để cách để xây dựng một cái nội dung trên blog tài chính. Và mình hy vọng rằng nó sẽ giúp ích cho các bạn về mặt gọi là định hướng để xây dựng. Tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn nhé, cách đăng một cái bài viết trên cái blog tài chính.
Tuy nhiên thì cái phần này nó cũng không quá là sâu, mình thực ra thì mình không giỏi lắm, thì nhưng mà mình cũng vẫn làm để cho nó hoàn thiện một cái video từ cái lúc mà mình viết bài đến khi mình đăng bài. Đây là cái màn hình trang chủ của cái WordPress, cái trang blog của mình. Thế thì cái màn hình này bạn sẽ vào cái phần Add New nhá, Post này, Add New này. Add New là sẽ tạo một cái bài viết mới. Đấy. Đây là cái phần tiêu đề này, cái phần tiêu đề này. Đó, các bạn phần tiêu đề này. Thường thì mình soạn sẵn ở trên cái trang này luôn, chứ mình không hay viết ra Word đâu. Lúc đầu mới làm hay viết ra Word. Bây giờ mình sẽ soạn sẵn ở trên này. Đó. Thì các bạn sẽ mình ví dụ nhá, thôi mình copy cho nó nhanh. Đấy, mình ví dụ này. Đấy. Mình paste cái phần chủ đề xong nhá. Đó. Sau đó thì vẫn đến cái phần là phần nội dung bên trong này. Mình chọn này. Đó. Mình copy này. Phần nội dung này. Mình điền vào thì mình điền vào. Ok. Đó. Bình thường thì các bạn viết đúng không ạ? Nếu các bạn muốn thêm ảnh thì các bạn ấn vào Add Media nhé. Ví dụ nhé, ví dụ mình thêm ảnh nhé. Ví dụ mình thêm ảnh này. Đấy, ví dụ mình thêm ảnh đây nhé. Mình vào Add Media này. Đấy, bạn có thể search những cái ảnh mà bạn đã có rồi, hoặc bạn có thể tự thiết kế. Đấy. Mình ví dụ nhá, mình thêm một cái media này. Đây, đây. Đó. Và muốn thay đổi cái ảnh này thì rất dễ thôi, vào cái bên này này. Và cái mũi tên này. Đấy, nó có các cái cỡ này bạn này. Medium là trung bình này, bạn có thể là chọn full này. Đó. Ok, update nhá. Đấy, rất dễ. Đúng không ạ? Bây giờ là đến mục là chọn chuyên mục. Mình ví dụ như mình sẽ ở đây thì mình sẽ chọn chuyên mục Real Estate đúng không ạ? Mình chọn chuyên mục đầu tư bất động sản Real Estate này. Đó. Rồi, chuyên mục xong rồi thì bắt đầu là đến phần gì? Tab đúng không ạ? Bây giờ tab Restate này. Đấy. Tab này để cho người dùng khi mà tìm kiếm các bài viết ở trên này thì sẽ click vào cái từ Restate, nó sẽ ra tất cả các bài viết Restate đó. Là đầu tư chung bất động sản. Họ kích vào đầu tư chung bất động sản ra cái bài viết này. Tiếp nữa là cái hình đại diện. Mình sẽ phải chọn một cái hình đại diện cho cái bài viết này. Mình sẽ phải chọn một cái hình đại diện cho bài viết này. Và cái hình đại diện này bạn cũng nên tự thiết kế, hoặc nếu không thì có thể dùng tạm trên mạng về Restack thôi. Đó. Đây mình ví dụ như là mình dùng cái hình logo này chẳng hạn. Đó. Đấy. Ok. Bây giờ đến cái phần làm mô tả. Mô tả cho cái bài viết này. Thì cái phần mô tả này chính là cái phần mà con Google, con bot Google đọc. Thì bạn có thể viết này. Các rủi ro. Đó. Nếu không viết được dài thì có thể lấy y hệt những cái tiêu đề thôi. Các rủi ro. Đấy, đây là cái phần mà từ khóa nhé. Từ khóa mà người dùng thường search ấy, đó, để mà dễ tìm kiếm ra bạn, ví dụ như là real estate này. Đó, hoặc là đầu tư chung bất động sản. Đây là các cái từ khóa mà người dùng hay tìm kiếm ở trên Google đấy. Đó. Ok, để bạn kiểm tra lại. Và cái ability này là thể hiện được cái văn bản của bạn. Nếu mà nó màu xanh ý, thể hiện được văn bản của bạn là dễ và thân thiện với người dùng. Còn cái SEO ok này, nếu mà good thì là tốt nhất. Không thì ok được rồi. Đây nhá, bạn xem cái bài viết của mình này. Vậy thì bạn ấn vào đây. View post luôn này. Bấm vào đây hoặc bấm vào đây đều được. View post này. Bạn thấy không? Đấy, một cái bài viết bạn vừa viết đấy. Đó.
Đây này, bạn vừa viết này. Ngày mùng 10 tháng 11 năm 2020 này. Người viết này, Trịnh Công Hòa này. Đấy, hình ảnh đây bạn add lên này. Khá dễ. Ok chưa? Đó. Vậy là mình cũng vừa hướng dẫn cho các bạn cách thức để post cái bài lên. Thực ra thì nội dung viết rồi thì có cái phần hình ảnh, có cái phần hình ảnh này này. Để thiết kế các cái hình ảnh ấy, thì bạn có thể vào cái trang Canva này nhá. Bạn có thể thiết kế miễn phí ở đây. Có rất nhiều cái hình ảnh mà các bạn có thể làm, mình cũng đã thiết kế này. Đó. Thì khá đơn giản thôi. Thì bạn cứ lấy theo cái hình mẫu này, cái hình ảnh nào miễn phí thì bạn có thể làm, còn nếu mà bạn muốn chuyên nghiệp hơn thì bạn có thể dùng những cái hình ảnh có phí của họ. Ok, vậy là mình cũng vừa chia sẻ với các bạn khá là chi tiết về cái việc là xây dựng cái nội dung như thế nào, rồi post bài trên trang blog tài chính như thế nào. Hy vọng rằng nó có ích cho các bạn, và mình rất mong là có rất nhiều những cái chia sẻ và thảo luận của các bạn. Mình còn có khoảng độ 5 đến 6 cái nội dung nữa về cái việc là tâm sự rồi chia sẻ về làm blog tài chính. Mình mong muốn là các bạn sẽ có, thứ nhất là có thêm kiến thức cho mình, hiểu biết cho mình. Thứ hai nữa là gì? Các bạn có thêm các nguồn thu nhập thụ động cho mình và coi cái blog tài chính nó như một cái tài sản cho mình. Ok. Xin hẹn gặp lại vào buổi tối thứ ba tuần tới nha. Chắc tuần tới mình sẽ làm các nội dung về đầu tư thôi. Vì blog thì mình cũng làm khá là nhiều rồi. Hoặc là có thể là mình sẽ có những cái buổi trao đổi, cái buổi chia sẻ cùng với các cái anh chị blogger mà hướng dẫn làm blog để hỗ trợ cho các bạn về phần kỹ thuật thôi. Ok nhá, xin chào các bạn nhá.